hai tập vừa rồi mình đã chết rất nhiều lần các bạn à, và mình đã từng biến thành Hi Ha sát thủ, Hi Ha bản năng hắc ám, một hắc bốn tha hóa nightmare, tiếp đó là Hi Ha thần chết, Hi Ha flame, nhưng mà cây cú là mình vẫn chết đó chứ. Chưa hết đâu, Zombie còn nhặt được cái máy bay của Hi Ha flame nữa các bạn ơi, nên là không biết mình sẽ đối phó với Zombie bằng Hi Ha nào đây. Các bạn xem đến hết video để biết thêm nha. Hi Ha flame cũng bị bọn mình đánh bại nữa. Đúng rồi, đúng là Hi Ha Âu chỉ toàn những bọn cùi bắp. Bây giờ có team thằng Hi Ha Âu nào qua thì chúng ta cũng đánh bại nó thôi. Xin tố team mãi đó. Đây rồi, mình đã biến được thành Hi Ha Galaxy rồi. Và không biết sức mạnh của Hi Ha Galaxy mạnh như thế nào các bạn ơi, nhưng mà mình biết được rằng Hi Ha Galaxy siêu mạnh luôn à. Ủa gì đây, hành tinh, ủa cái này cái gì đây, mặt trăng nè các bạn ơi. Tiếp theo là trái đất, ui, con này là cái gì, không biết luôn các bạn ơi. Ui ui, nhưng mà tôi biết một trong cái đống này sẽ có mặt trăng, mặt trời gì đó các bạn ơi. Ui trời ơi, được được được, vậy thì cả làng này nó sẽ nhận hậu quả khi mà mình biến thành Hi Ha Âu Galaxy này. Trời ơi, đâu rồi đâu rồi, xin chào mấy người. Galaxy viên hạch rơi hả, tao đây, tao chính là Galaxy, đến đây là tiếp siêu tụi bay đây. Bây giờ bay, giờ sao vậy? Trời sao? Mày nghĩ Galaxy thì tụi tao cũng không sợ. Dữ vậy sao? Ta có thể bay được đó. Sợ đây. Đây là trái đất nè. Trái đất này là của chúng mày. Cái gì tôi cũng không biết luôn. Boom. Tiếp theo là mặt trời nè. Boom. Tiếp theo là hành tinh gì không biết luôn. Boom. Su nước nó sẽ không làm được gì chúng ta. Tuôn nước nè. Chạy. Ảo tưởng hả? Nhìn đây, hút nước. Cái gì vậy? Nước mà mình có thể hút được nữa nè. Cho. Trời, ném một phát ném luôn cái trái đất luôn các bạn ơi, VIP đây. Sức mạnh của Galaxy nè. Em trốn rồi, dám ăn cấp độ của Hi Ha và Lame để bay hả? Này thì không bay được nè. À đồ, Zombie bay được, không có làm gì, mình không có làm gì được hết các bạn ơi, khó chịu đi. Ý cha, ui, không dính luôn quanh em. Dễ bay được. Ngươi chỉ là một thằng cùi bắt bằng Hi Ha Galaxy. À đồ, trời ơi, cái hành tinh nằm trên đó luôn rồi các bạn ơi. Không giết ngươi được thì ta sẽ đi xử mấy thằng trong làng của ngươi. Boom, boom. Đúng là chỉ biết giỏi, boom, chỉ giỏi ăn hiếp những người yếu thôi chứ không làm được gì. Boom, boom. Ai ăn? À đồ, bây giờ xem sức mạnh mới của ta đây, ta mới nghĩ ra mưa trái đó. Boom, 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 boom. Mưa trái đất các bạn ơi, mưa trái đất. Nó đang làm trò gì nữa rồi. Mày ngu nè. Đâu rồi, mấy tụi bay đâu rồi? Ăn thử cái mặt trăng rồi. Tới rồi ta. Cái gì đây? Nó dám sử dụng cái chỗ bay á là của Hi Ha Flame, còn cây kia là cây thần chết của thằng Hi Ha thần chết đó, cây gậy lưỡi thái của Hi Ha thần chết. Nè chị Dâm ơi. Ăn mặt trời của ta đây. Ăn mặt trời của ta đây. Cẩn thận các bạn ơi. Cẩn thận các bạn ơi. Đè tiếp cho nó lượn, đè tiếp cho nó lượn. Bay nhanh lên. Bay lên. Ôi trời ơi, cái cây gậy thần chết đó, cái cây mà lưỡi thái đó, nó mà chém chúng mình cái là mình đi bụi quá mấy bạn ơi. Không được. Nó kết hợp vũ khí của Hi Ha sát thủ với lại đồ chơi của Hi Ha Flame đánh xử mình kìa các bạn. Đây. Không được. Mày nè, tiến lên nè, tiến lên nè. Bom. Em xuống rồi mà. Trời ơi, cái cây lưỡi hái này của Hi Ha hừng chết, chém cái là chết luôn, chỉ mạnh lắm. Không sợ nha đâu đúng không? Thì đó, sự kết hợp ăn ý khi có cái đồ bay của thằng Hợp và Lam Me, thằng lửa chùa ngu ngốc. Cái thằng đồ bay đó mình chí mạng cho nó đã. Đúng. Dạ, còn Hi Ha nào bơi hết vô luôn đây. Cái quá gì đây nè, tại sao mình lại biến thành thằng Hi Ha này vậy? Trời ơi, nhìn thằng này ngu độn muốn chết luôn, không biết là có giết được ai nữa không đây nữa.
Ui nó còn bò nữa kìa má ơi. Không biết Hi Ha này có giúp ích gì được đúng không đây. Trời ơi hình như cái này Hi Ha mới. Hi Ha quái vật các bạn ơi. Trời ơi là trời. Ui nó bò kìa ghê không mấy bạn ơi. Nó bò có các bạn coi nó bò nè. Đó đó đó. Ý nó nhảy. Bây giờ chị âm đi nha. Là là Hi Ha Âu đây quá tay đó quá lại quá đủ hết có thêm AB nữa rồi sao vậy? Có thêm AB nữa sao tụi nó có Hi Ha nào là tụi nó có thêm đồng bọn nữa các bạn ơi. Ui các bạn coi đi mình đang bò vậy nè tụi nó không thấy được mình các bạn thấy không bò xuống bò xuống. Mấy ông đó là người xấu đó nào để cái tường tụi mình chú vô một cụm ở đây nè đủ cái chùm mấy chị. Định làm trò, định làm trò vậy ta, định làm trò vậy ta. Có gỗ này, có gỗ này. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Cái gì kìa chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Mọi người ở trong đó đi. Xin chào, ta chính là Hi Ha quái thú. Các người sẽ bị ta giết. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Mày. À, thằng ngáo hồi nãy thằng ui đây rồi các bạn ơi lụm lại được cái lửa đây. Ê à đù chết rồi hai người kia bay rồi mình làm gì được ta. Kemi ơi. Kemi ơi. Kemi ơi. À đù lẹ vậy đây. Trời ơi. Đây sao luôn. Trời ơi. Vậy là tin đồn có thiệt hả? Tao đã lụm lại những đồ của Hi Ha Âu rồi à. Những vũ khí tối thượng. Mất hết vũ khí rồi mọi người ơi. Nó nghéo rồi, nghéo rồi, nghéo rồi, nghéo rồi, nghéo rồi. Anh nghéo rồi, nghéo rồi, nghéo rồi. Anh nghéo rồi, nghéo rồi. Nghéo rồi, nghéo rồi. Trời ơi, nghéo rồi. Trời ơi, kêu nghéo rồi. Trời ơi, trời. Nhỏ này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó tuốt đằng kia luôn chị ơi. Xa lắm nha. Đừng nét nè. Con Kemi mày muốn như vậy chứ vậy. Kemi nó cao quá. Nó cao quá. Mình sẽ lấy thêm block coi. À quên. Chị Kemi ơi. Chị Kemi ơi. Không ổn rồi chị ơi. Ôi chưa coi. Ôi chị Kemi. Ý ta vừa quấy thú mà ta bay được luôn là ta bay trên không rồi. Mọi người ơi, em quên tìm nét chị Jimmy cho mọi người. Ôi trời. Súng máu hả? Trời ơi, cái này nét mấy người. Hết tình thu hết đồ. Hết đồ. Dài á, nhâm 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 nhâm. Gì vậy? Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Quái vật nó ra đây. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Cái gì vậy trời? Vô ủa dính một phát là 5 tim mà may quá quái vật này nó hồi nhanh lắm các bạn ơi. Dạ, ôi bắn không vô đam mình luôn à. Ô la la mà sao Hi Ha Alpha lại có thanh máu lại thanh thức ăn vậy? Em không được luôn các bạn ơi. Rồi giả bộ đi hù mấy nhóc các bạn ơi, đi hù mấy nhóc, đi hù mấy nhóc. À nếu mà Hi Ha Alpha thì mình có thể làm gì cũng được các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử mấy nhóc này, cách này cũng vui lắm các bạn ơi. Ok các bạn ơi, mình trốn ở đây để mình chỉnh lệnh nha các bạn. Để thôi mà cái lúc mà mình chỉnh lệnh đó là chết luôn các bạn ơi. Được rồi, bây giờ nè, effect này nha. ST Hi Ha. Sau đó mình sẽ chọn một cái effect này các bạn ơi. Effect này á là effect gọi là heal boost. À các bạn coi nè nha. Cái này mới đúng các bạn ơi, ghi lộn phải. Trời ơi máu kìa má ơi. Tiếp theo effect, tiếp theo thêm một cái lệnh này nữa các bạn ơi. Đây, 2555.
Ui dồi ôi, các bạn thấy máu của nó hồi không? Nó hồi. Bây giờ là máu của mình là max cây maximum luôn rồi các bạn thấy không? Ui dồi ôi, thanh máu của mình một đống luôn các bạn ơi. Rồi 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 rồi, tụi nó đâu rồi, tụi nó đâu rồi, tụi nó đâu rồi, tụi nó đâu rồi. Ui kìa kìa kìa, tụi nó kìa, tụi nó kìa. Bây giờ cách nào để mình qua bên đó nhanh không ta? Lấy cái này đi, cái này có rẽ đường nè, cái này có rẽ đường nè các bạn. Trời ơi. Ôi cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Ôi lâu. Chết thiệt, chết thiệt, chết thiệt. Đừng có bắn. Ôi trời ơi. Đừng có bắn em chứ. Dưới đây, 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 dưới đây. Ôi trời ơi. Ê, từ từ, đừng bắn, đừng bắn. Nhật cái lưỡi hái lên. Gọng đi. Ôi trời ơi, chết cái mi luôn. Ôi chết nó luôn. Ôi trời ơi, mình không xi nhê luôn các bạn thấy không? Trời ơi, thanh máu của mình mất xin mâm luôn. Không làm gì được mình hết. Rồi ơi, tụi nó đâu nữa rồi? Tụi nó đâu nữa rồi? Tụi nó đâu nữa rồi? Để đi coi coi. Đây đây. Hello Dâm ơi. Chị Dâm, đó là cái nhà Alpha đúng không? Thì à. Trời ơi, anh phải. Thì à, để tụi nó thấy không? Ồ, cảm ơn nha, nhưng mà chúng ta đang là đối thủ rồi. Cả đây nha. Giả đạn nè, giả súng nè. Cho đi lắm ơi. Nhanh lên, tìm cách giết ta đây, tìm cách giết ta đây. Anh có vô tình nhặt được cái lưỡi hái nào không á nhờ? Ok, đã xíu. 1, 2, 4, 5, cần súng luôn đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Ê, nhưng không có đạn anh ơi. Không có đạn luôn hả? Rồi. Cái bị hôn tăng ra em ơi. Rồi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, dưới đây. Đúng rồi. Dưới đây. Ôi, tôi bắt sao mọi người bắn Oh no. Ok rồi, tụi mày nhìn đi. Sức mạnh của IA anh ba đỉnh quá các bạn. Ui. Thiên lý ơi. Trời ơi. Mai của tao nó đỏ nhau luôn rồi. Rồi tiếp theo. Xin vô tên sẽ đồ còn Kemi hả? Được. Kemi còn sống thì cho Kemi đi luôn. Ôi giời ơi. Ôi. Kemi chưa chết đó Kemi. Nổ đi. Bom. Ôi nổ ba cục này hơi bị nhiều quá các bạn ơi. Bị xịn đó. Ôi trời. Nổ mà không dừng luôn các bạn ơi. Rồi. Ôi. Rồi sao mày cái máy của tôi?